Vâng, em đã cui hai thùng E7 về. À, shop Mỹ nha các bác. À, bên trong không biết cái gì. Thì các bác mua hàng cứ alo cho em hai số điện thoại này nha. Đây. Đây là những con mic nha các bác. Mic. Đây là đầu mic. Một con Beta 58 và con 187A. Em sẽ để lên này. Trong này là cái gì nè? Không biết cái gì, chúc mình sẽ cui xem. Vô ngu. Đấy, đầy đủ nha các bác. Là gì đây? Đây là tai mic nha các bác, tai mic này. Tai mic. Đây là cái gì? Đặc biệt đợt này về nó có cái mà anh ca sĩ người ta hay treo lên tai á, người ta nói không cầm cái mic này các bác. Đấy, hai bộ theo cái máy luôn nha. Bác nào mua được thì em may mắn thôi, chứ được có về có không có không. Cái có cái không. Cái đây thật sự mua cũng mất mấy triệu rồi. Hai bộ này dành cho hai bộ mic này, cái micro này các bác đeo lên chỗ cái ngực mình á, cái ngực cái viền áo đó các bác, viền áo đó. Hai bộ này đây là gọi là full bộ rồi đó. Đây, đây là hai cái tai mic không dây Beta 58 này. Đấy, nó cũng có bị vậy luôn nha. Còn gì nữa nè, đây là cái cục nguồn, đúng không? Cho có ba cục nguồn nha. Em khui lần lần quát xem nha. Đấy, đây là cái anten. Trong này là cái gì? Cái này hết chưa nhỉ? Hết rồi. Số điện thoại em nói nha các bác cần gì alo. Đây là hai cặp chép đến từ Mỹ của Manavox kèm gang nha các bác, kèm gang. Ủa cái này là cái gì? Kèm gang, bộ này 4,5 triệu nha các bác. Các bác nhanh tay chỉ về được một bộ à, một bộ này kèm gang nha, như được trước em bán đó, này về được một bộ 4,5 triệu nha. Kèm gang 25 cm rất là lớn. Cái này là cái gì nè, chút một cái phân tầng gì á, có khi nó bỏ lộn rồi mà. Cái này là có liên quan gì? Đây là cặp loa Superchef, cặp này giá 5,2 triệu này. Cặp Superchef nó đi theo với cặp loa Bass 40 này nha các bác. Bác có lấy nguyên bộ thì alo em. Đây là cặp Bass 40 của Manavox. Nếu các bác lấy một cái cặp bát như thế này và một cái kèn như thế này thì alo em. Đấy, nó một bộ này. Các bác về chỉ việc đem thùng thôi nha. Đấy, bát 40 mà nó vóc Mỹ luôn nha. Bát 40 nha các bác. Các bác lưu ý là bát 40. Cái bộ kèn này là 4,5 triệu. Cái bát này là 7 triệu nha các bác, 7 triệu. Cái bộ là 11,5 triệu. Các bác về đóng thùng là nghi thôi. Như cái này là gì nhỉ? Như đây là cái phân tầng này các bác. Mình kiểm tra còn những nào. Thế rồi. Còn giấy tờ không? Thế rồi. Còn gì hết. Rồi, ok. Giờ em sẽ tháo ni lông ra để các bác xem. Vâng, đây là bộ Manavox của Mỹ.
cặp bát 40 rất là đẹp luôn nha các bác, sâu thêm thém luôn nha. Một cái bát cực kỳ là sâu, các bác thấy rốt rất là đẹp này. À, tổng thể của cặp loa đẹp tuyệt vời. Thì cặp loa bát 40 này giá 7 triệu nha các bác, còn cặp loa chép kia là 4,5 triệu. Các bác lấy nguyên bộ như thế này về đóng thùng là tuyệt vời. Bát 40 thì anh em nghe tiếng là phê rồi đó, màng giấy nha. Tiếng rất là đồ nhẹ rất là cao, giấy cực kỳ mỏng nha. Này có thấy cái viền nữa này. Đẹp tuyệt vời. Đấy. Ship từ Mỹ về nha các bác, hàng USA nha. Bộ này thì anh em chơi giá rất là tầm tiền, chỉ có 11,5 triệu về đóng thùng nữa là tuyệt vời. Cái rốn này rất là sâu nha các bác, cực kỳ sâu luôn. Con ruồi mà rớt vào đây là bò lên không nổi á, nó sâu lắm. Em nói vui thôi nha. Để mời anh em xem, nói chung rất là đẹp. Xem cũ loa nha. Đấy, đồ zin của nó này rất là mới luôn. Đấy, rất là mới luôn nha các bác. Thấy này, những cặp loa mà rời á, cao cấp á, thì anh em chú ý tới cái màn loa nha. Để ý cái màn loa, tất cả là em bao riêng bao đẹp hết, thật keng. Hàng chưa qua tay người dùng Việt Nam, vừa về thôi em đã khui hàng rồi các bác thấy. 500 nó 500 lỗn nha, rất là tuyệt vời. Đây, có mã là như nhà 137 510, series y chang luôn nha, 513 này. Đấy, bát 40 nha các bác. Rồi thì em báo giá rồi, cặp loa bát này là giá là 7 triệu, còn cặp loa chép này là 4,5 triệu, còn cặp super chép của Electrovoy hàng USA 8 ohm thì cặp này giá là 5,2 triệu, đã bao gồm tụ nha các bác, về chỉ kém vào loa thôi. Và tiếp theo đây là những bộ mic ngày nay về, thì hiện tại là em chỉ còn cái bộ 58 thôi nha các bác, còn bộ này thôi nha, giá 9 triệu nha các bác, 9 triệu. Đợt này về là một mic beta 58A nha các bác, 58A nha các bác, chứ không phải là 58 thường, beta 58A. Và đặc biệt hơn thì nó về được, nó có được cái đây cũng như là một cái mic cho các bác này, bác rất là lời, rất là hời luôn. Các bác thấy hai cái này nó gắn ở trên phía sau lưng của ca sĩ này, và cái này người ta gắn trên cái vành áo, người ta nói khỏi cầm cái mic này. Đấy, các bác lời cái này đó, cái này mua cũng tiền không, Made in Mexico. Cái bộ này thì em bán rồi, có bác đã đặt tiền rồi. Bộ này cũng có luôn nha. Đây là beta 87A, chắc là mới xuất sắc luôn. Hay là những cục nguồn beta 58A nha, gồm có mic này, bao này, một cái mic rời này, một cái đầu thu này, một cái dây nguồn hai anten, giá 9 triệu nha các bác. Lời nhất lại cục này. Và đây hai cái mic dây đã về, và cũng đã có hai bác chủ đã chuyển tiền cọc rồi, chờ hàng về thôi. Để sáng nay nó về thì trong ngày nay em giao luôn. Và đây là con DAC của hãng Canred Audio. Canred Audio nha các bác, hàng châu Âu nha. Đây là cục nguồn, các bác nào lấy alo cho em nha. Con này giá là 6,500,000, một con DAC rời của hãng Canred, rất là nổi tiếng. Nhanh tè thì sở hữu thôi, chứ em bán thì em nhập giá, em rỉ thì em bán rỉ thôi. Để em về chơi, không biết giá thị trường nó bao nhiêu, còn các bác thấy thị trường nó cao thì các bác được lời, chứ còn em không để ý tới giá thị trường đâu. Có khi em nhập rất là cao, những sản phẩm cao em bán lại có khi cao hơn các shop khác, thì đó là các bác ủng hộ thì alo em thôi, chứ còn nhiều khi cái mình cần quá mình phải nhập cái giá cao hơn một tí, mà bù lại hàng rất là đẹp. Bây giờ em sẽ khui cái này. Đây, từ Mỹ về nha các bác, cái hộp của người ta gửi đây. Đấy. Đây là cục nguồn của nó nha các bác. Vâng, và đây, các bác nào mà chơi họ hàng đồ Âu sẽ biết được hãng này, Canred Audio. Đây nó có đường hai đường tín hiệu vào nha các bác. Đây là một con giá mã DAC rời hàng bãi nha. Đây. Thì phía sau nó là đây là cổng output tín hiệu xuống âm ly nha. Và đây là cổng ba lăng. Các bác nào có âm ly mà những âm ly cao cấp như Acoustic hay là những lúc mà nó có đường ba lăng, các bác dùng đường này. Còn những âm ly cổ thì các bác dùng đường này. Đây là đường tín hiệu quang, hai đường quang vào nha. Đấy. Đi guitar 1, đi guitar 2. Đây là đường USB. Và đây là cổng nguồn để kém cái adapter này nè. Hàng của UK 3 chân.
Đây là một con giải mã DR giá 6.500.000. Đấy. Bác nào lấy thì alo cho em, giá này rất là tuyệt vời. Để anh em chơi chỉ có 6.500.000 một con giải mã cao cấp đến từ hãng danh tiếng DAC. Rất là xuất sắc nha. 6.500.000 chỉ có một con thôi. Cái hộp nó đây này. Các bác để ý nha, đây là đường đi guitar út này. Đi guitar vào, hai ra. Rồi, bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì alo cho em nha.